Vâng, xin chào mừng anh em đã đến với trận thi đấu thứ hai của ngày hôm nay, trận thi đấu giữa Fnatic cùng với đó là Mad Lion. Và cái màn ban pick thì cũng vừa diễn ra rồi. Ba map thi đấu của chúng ta thì map thiếu đầu tiên là Vertigo, map thiếu thứ hai là Inferno, map thiếu thứ ba là map thiếu Mirage. Và không biết là Teacher Minh có cái dự đoán gì về sau những cái map thiếu vừa được pick nhỉ? Vertigo, đây là một map thi đấu mà các thành viên của Fnatic không phải là những người chơi quá tốt ở map thi đấu này. Và nếu như muốn kết thúc cái trận thi đấu này nhanh thì Fnatic bắt buộc phải thắng được cái map thi đấu Vertigo. Đúng vậy. Vì Mà hoặc nhìn bên phía của Mad Lion đi. Nếu có Mad Lion đi, Mad Lion hiện tại đang là những người bị đánh giá thấp hơn đúng không nào? Hãy nhìn vào cái hướng nhìn của họ thì họ phải chiến được map thi đấu pick của mình. chắc chắn là Và họ phải thắng được đúng. map thiếu Chứ Vertigo. để sang map thi đấu Inferno thì thật sự thì đây chúng ta có thể nói đây là sân nhà của các thành viên Fnatic. Đây là một cái map thi đấu mà đã từ rất lâu rồi. Fnatic luôn luôn là những người đã đánh giá rất cao map thi đấu Inferno này. Đúng vậy, Fnatic thì luôn luôn là cái thánh địa của bên phía Inferno luôn luôn là thánh địa của bên phía Fnatic. Nhưng mà tôi nghĩ là đây là một trận đấu có thể sẽ kèo đến map thiếu thứ ba. Có thể là hai team sẽ gặp nhau ở Mirage khi Đúng vậy. mà cũng giống như Teacher Minh thôi. Ở cái map thiếu đầu tiên thì tôi không đánh giá bên phía Fnatic quá cao. Không hẳn là quá cao nhưng mà tất nhiên họ có một cái phong độ rất là tốt để có thể có những tình huống bắn nhau được với các thành viên của Mad Lion. Chắc chắn rồi, một map mà có lẽ là Fnatic, tôi nghĩ rằng là ở map thiếu đầu tiên họ sẽ có một cái trận đấu khá là căng thẳng với đối Đúng. phương. Tỷ số sẽ rơi vào khoảng 13 dành cho Fnatic, hoặc là họ có thể thắng được. Họ có thể thắng được Nếu nha. họ thắng thì khả năng là họ sẽ thắng 2-0 luôn. Nhưng có một cái cơ sở để chúng ta có thể hy vọng Fnatic ở map thiếu mắt ở map thi đấu Vertigo này, khi mà Fnatic chúng ta đều biết đây là một cái đội tuyển mà có những cái tình huống mà bắn sau smoke hay là những cái tình huống đục đẽo nó rất là tốt. Và cái map thi đấu Vertigo này là một map thi đấu mà rất nhiều những cái góc phải pre-fire, phải đục, phải tính toán để có những cái tình huống mà bắn qua tường hay là bắn vào những cái góc đứng trốn, thì thật sự Fnatic vẫn sẽ có một cái lợi thế gì đó nó Biết búp tinh đâu thần đấy ở trong cái map thi đấu này thì sao? biết đâu đấy kiểu tự dưng bật cái phần mềm gì đấy Đúng lên, hiểu không? Tôi thấy người qua tường này bắn liên tục chết thì làm sao mà các thành viên Mad Lion họ đỡ được, vậy. Và khó Mad đỡ lắm. đúng Mad Lion thì đây là cái lần đầu tiên mà ở một giải thi đấu lớn họ có cái sự xuất hiện của hai thành viên mới sau khi mà có Bobski ra đi, đó là Refresh cùng với cả Husi. Thì có vẻ như là cái việc mà những thành viên này phối hợp Chưa cùng cái đội tuyển Mad Lion, những cái thành viên cũ của Mad Lion nó cũng chưa được nhuần nhuyễn cho lắm. Và có lẽ là nếu mà để dự đoán hơi chủ quan một chút đi, hơi chủ quan à, 2-0 dành cho hay không? Fnatic. Tôi thì tôi cũng đoán là 2-0 dành cho Fnatic nhá. Chết rồi, chúng ta đều tin Fnatic nhiều quá Và có tín rồi. hiệu in game rồi, chúng ta sẽ đến map thi đấu đầu tiên, map thi đấu Vertigo ngay thôi. Xuất phát bên phía Seaside, chắc chắn đó là Fnatic. Và Mad Lion, họ sẽ là người xuất phát bên phía T-side hơi ngược một chút. Vì thường là tôi thấy những cái đội tuyển mà được pick side ở map thi đấu Vertigo này, họ sẽ pick bên phía T-side trước nhiều hơn. Cũng nói chung là cũng tùy vào sự lựa chọn đấy, nhưng mà từ từ đã, Mad Lion đang phi lên B rồi, bây giờ thì Brolin góc kê đẹp và làm đôi, làm ba đô. Brolin vừa mới round đấu đầu tiên thôi mà, vâng, tay như này là chưa cần warm up rồi mà nó đã là trở nên quá nóng rồi. JW đang móc và sẽ có nốt cái mạng của Refresh mà thôi. Refresh anh ta quá đơn thường độc mã trong tình huống này, khi mà bốn người đồng đội của anh chết quá nhanh. Có A cho Brolin hay không đây? Nhưng mà người đang trốn tìm với Refresh thì lại là JW. Và JW là người kết thúc đi cái mạng của Refresh trong tình huống vừa rồi. Bốn mạng dành cho Brolin trong một tình huống bắn USP quá tốt ở khu vực B-RAM. 1-0 dành cho Fnatic. Tuyệt vời. Bắn đến hết cả băng đạn luôn. Pha đấy tưởng rằng Brolin chỉ có thể là kịp làm một thôi, khi mà tơn đạn sau đó anh ta bắn trượt khá nhiều, nhưng một phần nào đó thì Madlen cũng bắn trượt hết. Bất ngờ. Và để cho Brolin có cơ hội, có thể nói là có một pha xử lý không tưởng. Và bây giờ thì về phía Madlen chủ động eco trắng luôn. Round này thì không thể làm gì được cả, nhiều lắm thì được một đến hai súng đây. Flusa P2000 giáp 2, bắn nhau với những khẩu Glock và không có giáp. Và để xem nào, Brolin thì đang là người bảo vệ cho người anh của mình. Có tình huống làm được bảo Flasha rồi, Flasha làm bôn. Flasha mới là người làm bôn và không có A cho Flasha rồi.
Đáng tiếc quá, nhưng cũng chỉ có một mình Husi mà thôi. Anh ta sẽ nằm xuống. Và đó là 2-0 cho Fnatic. Hai round thi đấu rồi, đều là những tình huống làm 4. Vâng, hai cái quả đã kill liên tục rồi. Không thể tin được là hai round thì mỗi round có một quả đã kill như thế này. Và thậm chí đó chỉ là một khẩu P2000 thôi. Một khẩu P2000 trong tay của Flusha mà thôi. Vâng, Flusha đã liên tục đem đến cho chúng ta rất nhiều những cái bất ngờ, hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và bây giờ thì Gozen, ôi lại là những cái cuộc thảm sát của các thành viên Fnatic. Vâng, Madeline họ đã không đỡ được những ai, cứu Roland đi. Vâng, một lần tự sủi được rồi, rất khéo léo với quả smoke và tình huống nhảy nhụ. Ôi lại thêm một điều sao, các thành viên của Fnatic họ đang làm cái gì đây? Vâng, vừa mới vào trận đấu thôi mà họ đang làm cái gì đây? Nào tắt phần mềm đi Fnatic ơi. Một mạng bên phía của Fnatic đã phải nằm, đó là cái mạng của Golden. Refresh là người có mạng, JW hạ cũng đi refresh rồi. Roka cùng với Rose đều đã rất yếu máu. Liệu có phải là một tình huống làm 4 tiếp của Roland hay không đây? Những pha pre-fire qua smoke. Làm gì nữa đây? Lao qua để xin chết thôi. Team Mad Lion họ biết làm gì nữa trong tình huống này? Không làm gì được đâu. Fnatic tôi không hiểu là họ bật cái phần mềm gì. Trời ơi, nhìn những tình huống bắn nhau nó có thể nói là quá là khủng khiếp. Các thành viên của Mad Lion họ chưa biết phải làm thế nào để chống đỡ. Green Z tôi còn chưa được nhìn thấy trên màn hình. Tôi chưa bao giờ được đọc tên Green Z ở trong cái trận thi đấu này. Từ 3 round rồi. Không, tròn chính. Không, tròn chính. Cameraman rất tinh tế khi mà quay đến Cream Z, một người mà chưa được chơi game. Và bây giờ lại giống như là không được chơi game lắm. Nhưng ở đây JFU lại spam smoke chết Rosie rồi. Một round khó dành cho bên phía Madeline. Tuy nhiên thì Flusha cũng đã phải nằm bởi khẩu DE trong tay của Arcor. Bây giờ vẫn còn Roland ở đây. Các thành viên của Madeline liệu có muốn tràn vào cùng nhau để đối mạng hay không? Nhưng Roland hãy nhìn KDA của anh chàng này 7-2 không. Anh chàng này đang bắn thật sự là điên. Đấy rồi, vâng, chưa bắt được ai cả. Roland khá yếu máu rồi. Tiếp tục đổi một nào, không thể đổi hai. Nó vẫn là mạng dành cho Arcor. Nhưng Cream Z xuất hiện và đó là cái mạng đầu tiên dành cho Cream Z. Điều tình huống về là 2v3. Còn lại một mình Roka và cùng với đó là Free Fresh mà thôi. Có mạng dành cho Refresh rồi. Và bây giờ thì bỗng nhiên các thành viên của Malen lại có cơ hội nha. 2v2. Grim Z cùng với Golden sẽ là những người đối đầu với Refresh cùng với Roka trong tình huống này. Fake một nhịp đặt bom, đẩy ra bắn nhau và Golden là người có được mạng. Refresh ngay sau đó cũng mất đi cái mạng sống của mình và đó là 4-0 dành cho Fnatic. Bắt được 3 súng của đối phương nhưng đó không phải là điều mà Malen có thể nào mà cảm thấy đó là một cái lợi thế được, vì tiền của Fnatic nó đã quá nhiều rồi. Đúng rồi, 4 round thắng liên tục của Fnatic thì họ cũng giữ được khá cái lượng súng. Còn về phía Madeline thì ngược lại, nó nào họ cũng chết mà thôi. Bây giờ thì Juice, anh ta đang có cho mình một khẩu ốp. Và liệu khẩu ốp này nó có tạo nên sự khác biệt gì hay không, khi mà thậm chí là Juice còn chưa có cho mình được một mạng nào cả. Rosie cũng thế. Các đơn vị của Madeline vẫn đang cảm thấy hơi khó thở ở bên phía T-side, khi mà Fnatic đang thi đấu khá là chủ động. Bây giờ thì JW kéo ốp ra, nhưng có ngắm vào khu vực ngách hay không đây? Dàn giáo đang có người sẵn rồi. Một cái khe rất đẹp dành cho JW. Nhưng nếu Rosie mà đẩy lên theo tham mình, hoàn toàn có thể bắt được JW dễ dàng. Nhưng mà bên cạnh anh thì cũng đang có người đồng đội Golden hỗ trợ, cho nên hoàn toàn có thể là an toàn được. Sus đang là người đi ở khu vực B-Ram. Rose đẩy lên rồi và Rose phải nằm. Cream Z anh ta có cho mình cái mạng thứ hai trong trận thi đấu này rồi. Brolin có được mạng của Roka. Các thành viên của Malen đang lần lượt nằm xuống ở trong những round thi đấu này. Một quả flash trả ra, Refresh có được mạng của Golden trong tình huống vừa rồi. 4v3, Brolin đang đẩy rất gần vị trí Refresh rồi. Nhưng hai người thì lại đi qua nhau, chưa ai biết được ai ở trong đây cả. Husi hạ cũng đi được Flusha. 3v3, thì Husi thì yếu lắm rồi. Cream Z có được mạng của Refresh. Và bây giờ thì là tình huống mà 2v3 lợi thế về người đang dành cho Fnatic. Bom sẽ đặt thành công một thôi, phải bom đã đặt thành công rồi. Roland đổi đi cái mạng Husi. Một mình Sus, anh ta có thể clutch 1v3 hay không đây? Hơi khó. Rất khó là đằng khác khi mà Juice
Vị trí này không phải là đẹp. Vẫn còn rất nhiều lửa và smoke của bên phía Fnatic có thể sử dụng được. Bây giờ thì đã chết ngay, làm sao không còn chỗ nào để trốn. Chỉ cần một quả lửa và bên cạnh mà một quả smoke Birem là chắc chắn Juice sẽ hy vọng. Không thể làm gì hơn được cả. Chính xác, cái bom sai B ở cái map thi đấu Vertigo này là một cái bom sai mà khá là dễ cứu. Nó có không quá nhiều cái góc để trốn đâu. Chỉ có một góc tủ điện này, một góc quát rồi cái góc thùng container đó thôi. Sai vào thì cũng nhanh nhưng mà mất giữ thì cũng hơi đúng, khó. Cũng hơi khó. Giữ thì cũng hơi khó, nhất là khi mà không có nhiều vị trí đứng ở trong bom sai mà bị đẩy ra ngoài B-Ram thì thôi nó là dấu chấm hết. Và 5-0 dành cho Fnatic rồi. Cái ông Brazil này hôm nào tôi cũng thấy ông cổ vũ nhá. Rất nhiệt tình, thật sự một cổ động viên rất nhiệt tình. Đội nào cũng xem, đội nào cũng cổ vũ. Đây rất gọi buồn là cười. Hâm mộ thể thao chân chính. Đúng, một nét đẹp trong thể thao. Một fan hâm mộ CS:GO đẹp mắt. Đúng vậy, cứ thi đấu đẹp mắt là hay là sướng rồi. 5-0 dành cho Fnatic rồi. 5-0 nhanh quá. Đấy, xem này cũng phần nào đó là thích mắt đến từ những pha bắn của Brolin. Nhưng mà từ đầu rồi chàng Brolin này vẫn đang bắn rất kinh. Nào bây giờ thì bên phía Fnatic cũng đã có ôm cho JW ở khu vực A-Ram. Vẫn là khẩu ôm từ round đấu trước mà thôi, nhưng có điều gì khác biệt hay không? Lần này thì Akor cầm ôm chứ không phải là Juice nữa. Nào Akor, anh ta chưa nhìn thấy cái gì cả. Nhưng ở đây có hai quả nade stack vào khá đau. Vâng, Rosie rất may là anh ta còn sống. Và tiếp tục muốn gây thêm áp lực ở A-Ram. Tới được bên phía Fnatic, họ đang tạo ra rất nhiều sự khó chịu. Nhưng bây giờ JW kéo ốp ra rồi, Akor không thể nào flick kịp thời. Vẫn đó là mạng JW, Rosie muốn bò lên đổi mạng nhưng anh ta quá yếu máu. Và bây giờ thì là 5v3. Khó càng thêm khó cho Mad Lion rồi. Flasha đã nhìn thấy người Booster ở vực B-Ram rồi. Và Flasha có luôn các bạn của Sus. Có double kill hay không? Flasha có double kill rồi và còn lại một bình refresh mà thôi. Tên thì là làm mới thật đấy. Nhưng từ nãy đến giờ thì vẫn chưa thể nào làm mới được cái lối chơi bên phía Mad Lion. Thật sự đang chưa biết làm gì cả. Chỉ là refresh đang chưa biết đi đâu cả. Khi mà trong tình huống 1v5 này. Vị trí đứng của Brolin là rất đẹp rồi. Cái vị trí mà anh ấy đã vừa có một pha quad kill. Bây giờ thì trên tay được khẩu AK. Nào refresh có muốn không hay không? Khẩu xong rồi lộ rồi. Chết rồi. Ôi giời ôi. Quả smoke. Sang Việt Nam học hỏi anh PUBG một khóa ném bom nhá. Anh PUBG thì chắc là chưa kịp ném thì chết rồi. Tôi nói thật, nếu là anh PUBG thì quả đấy tay đang cầm lựu là địch giạt ra bắn chết luôn rồi. Chứ không kịp ném đâu. Ném được là tốt rồi đấy. Chết thật, ném quả bom thế bao giờ không? Wow. Refresh thậm chí là anh ta hình như còn chưa có áo team. Đang mặc một chiếc áo phông màu đen để ngồi bắn giải cùng với lineup của Mad Lion. Đúng là mới vào đâm ra. À đang kiểu thời gian thử việc. Thử việc Thời gian thử việc hiểu không? Ăn 75-70% lương. 70% lương đúng thôi. Thời gian này thử việc nhá. Em chưa có đồng phục nhá. Đấy, nhưng bây giờ thì Mad Lion đang muốn chiếm mid, làm sao mà qua được quả lửa này của Brolin đây. Họ đang phi qua luôn ư? Quá đau rồi, nhưng vẫn chỉ là đổi một tới từ Brolin mà thôi. Juice đang phi rất nhanh và Juice phá vỡ bằng cái tốc độ về mặt thời gian rồi. Nhưng mà bây giờ tình huống là 3v3. Kẹt theo kia, nhưng JW lại là người có mạng khá đáng tiếc dành cho refresh. Bây giờ thì JW, anh ta làm hết rồi, làm có hết các thành viên của Mad Lion rồi, còn lại một mình Hoshi mà thôi. Juice vừa rồi tạo ra một pha cũng khá bất ngờ đó. Chạy rất nhanh như kiểu là The Flash vậy. Phi thẳng về middle và A. Nhưng mà cũng chỉ đến thế mà thôi. Fnatic họ cũng định hình lại rất nhanh cái tình huống. Nó sẽ là 7-0 cho Fnatic thôi. Không thể khác được. Fuxi khẩu Tech 9 bắn ở tầm xa nó hơi khó trong tình huống đấu súng. 7-0 rồi. Fnatic đang băng tiến về chiến thắng ở trong cái map thi đấu Vertigo này. Nói thì có vẻ là hơi sớm. Tuy nhiên thì nếu cứ bắn như thế này, Mad Lion sẽ rất khó để có thể comeback. Cần phải làm một điều gì đó đi. Cần phải làm một điều gì đó để thay đổi cái lối chơi ở bên phía Mad Lion. Nhưng làm gì bây giờ?
Vâng, như tôi đã nói thì bắn ở map thi đấu Vertigo này, Cityside nếu muốn dễ chơi thì họ cần phải rất chủ động. Và chúng ta có thể thấy là Fnatic họ khá là chủ động trong những tình huống ở khu vực A-Ram hoặc là ở khu vực B-Ram cũng có đôi chút. Madlen thì những cái tình huống rush lên của họ có vẻ như thật sự là chưa quá hiệu quả. Vừa rồi Juice mới chỉ làm được một lần thôi. Còn lại những tình huống rush lên trước đó phi nhanh, tràn láo, không đều không thành công. Đúng. Rất khó. Mad Lion sử dụng luôn đến hai quyền Tactical Timeout ở trong cái lượt dừng trận đấu này. Và liệu cái tình huống Timeout này có làm cho lối chơi của họ khác đi hay không đây, khi mà hãy nhìn xem Brolin ADR 201. Tức là mỗi round anh ta làm đôi. Vậy. Thậm chí là tính thêm cả Flasha nữa. Lưu và cả Flusha nữa thì thôi, chắc là Mad Lion thi đấu với một người rưỡi. Một ông thì toàn vẹn, một ông thì cú chân là bắn nhau với 5 người thì thế nó mới có cái tỷ số 7-0 này. Khó quá. Bây giờ thì biết làm gì đây. Vậy là quyết định là sau những round đánh rất nhanh. À không, chat nhiều này là back up rồi. Reroll rồi. Reroll. quên. Khổ lắm. Chơi game gacha game nhiều quá. Dạo này gacha nhiều là quen mồm, cứ reroll thôi. Thế chịu. Thật ra nó là rerun. Sao tôi lại cứ đọc là rerun? Chết thật. Đây là reroll. Bắt đầu lại round đây. Rerun cũng được. Gacha nhiều quá. Cứ reroll thôi, cứ quen mồm. Đây rồi, trận đấu cũng đã được trở lại ngay rồi. 7-0. 7-0 rồi. Và nó có dấu hiệu là chưa dừng lại đâu. Chưa thể dừng lại ngay. Thế từ Fnatic đâu, họ đang thi đấu rất thăng hoa ở đúng map vậy thi đấu này. Và cái lượng lot bonus của Mad Lion thì nó đã lên đến maximum rồi. Giờ họ cứ thua tiếp thua nữa thì họ cũng vẫn sẽ mua được thôi. Nhưng mà cứ để cho Fnatic tiếp tục có được những round thắng thì tí đã đổi sai, Mad Lion sẽ cực kỳ khó chơi. Đây rồi, có vẻ như những tình huống chiếm A-Ram hoặc B-Ram không thành công thì quyết định tới từ Mad Lion, đó là chiếm mid đồ có vẻ dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ một quả lửa có thể nói là khá khó chịu ném ra. Bây giờ Brolin cũng đã có góc kê đẹp và Brolin hãy cùng xem tâm mình của anh ấy nào. Vincent đã hỗ trợ rồi, Brolin có một double kill. Và bây giờ chỉ còn lại Juice và Rosé, vẫn là không thể làm gì được cả. Cái đội hình phòng thủ của Fnatic họ bắt bài quá nhanh. Họ bắt bài đội hình của Mad Lion quá nhanh và họ ngay lập tức là thiết lập ra những cái góc bắn mà Mad Lion không thể nào ngờ đến. Đúng vậy. Khó cho Mad Lion quá. Họ không biết làm thế nào để đục thủng vào cái đội hình mà Fnatic răng ra được. Những cái bẫy nói là vô cùng khó chịu. Chết rồi. Ông JW này thì những cái tình huống mà cười khẩy này là trông sắp bắt đầu sắp thua. Kiểu bắt đầu khinh địch. Bắt đầu chủ quan. Đấy, bắt đầu chủ quan khinh địch. Rút dao, rút diễn. Ôi giời ơi. P90 rồi. Không, bỏ nút S luôn rồi. Husa sẽ là người đầu tiên phải chết. Nhưng mà tốc độ của Husi là quá nhanh. Và tiếp theo, đó không phải Roland. Nhưng Roland vẫn chỉ bị được một bóng thôi. Và bây giờ thì C4 được đặt ở trong vực bom side B. Họ có cho mình khoảng di chuyển là khá lớn. Khi mà những quả smoke liên tục được trả ra. Nhưng ở đây spam yếu được Akko. Rosie cảm thấy bắn tốt cùng với người đồng đội Juice. Nhưng bây giờ Rosie và Juice có người chia nhau một quả double kill dành cho Juice. Không, Chí Sơn thì đó là một cái triple kill cơ. Và Mad Lion. Và ngay khi mà JW vừa cười khẩy cái thì Mad Lion có cho mình được ra thắng đầu tiên. Tôi bảo mà chủ quan rồi. Bắt đầu chủ quan. Vậy là để thay đổi của việc phi nhanh thì đó là chúng ta phi nhanh hơn. Thay vì việc cầm AK chúng ta cầm P90. Đúng. Không đúng, cần em vừa chạy vừa bán thôi. Thay đổi, đúng là thay đổi thật. Một thay đổi rất lớn dành cho phía Mad Lion. Nhưng mà liệu đây có phải là một round thi đấu mà Fnatic giảm được cái lượng lot bonus của Mad Lion hay không đây? Ôi, giảm thì tôi nghĩ là giảm cũng chả đáng mấy đâu. Đúng. Giảm thì không đáng mấy cả. Giảm nó có một lần lot bonus thì tôi chắc là lỗi tí thôi. Trượt chân ngã tí. Golden. No. Chơi kiểu gì đây? Sao lại chơi kiểu đấy? Không. Golden chết rồi. Nhưng không sao, có dễ liếm kết thúc nốt. Và 9-1 dành cho Fnatic. Không. Chơi game thế này thì hỏng rồi. Dở lắm rồi. Bạn nhớ lưu lại cái clip này nhá. Xong rồi anh em về cả studio check hack.
Bình thường thì người ta sẽ spam vào gọi là hai bên góc. Đúng rồi, hai bên mép quả cửa sẽ thôi. Ai lại đây ông này spam thẳng vào giữa chết hai người, thế thì ai mà chơi được? Anh em 9-1 thôi. Anh em phải lưu lại cái phiên livestream hôm nay. Sau ngày mai sẽ có một buổi là cả Studio 500 check hack. Và người bị check sẽ là Golden và Brolin. Nhưng mà Rosé thì có được mạng kim red của Cream Z rồi. Liệu Golden có làm thêm một cái tình huống gì đó mà chúng tôi phải check tiếp hay không đây? Nào, có bò tiếp hay không đây? Nhưng Flusa thì đã đẩy được B-Ram rồi thì phải. Và sẽ là khá nhiều thông tin dành cho bên phía Fnatic. Vừa rồi thì người ở mid đó là vị trí của Husi thì phải. Anh ta chưa thấy được Roland đẩy bách qua. Bây giờ Flusa không bắt được Aco rồi. Diệp Lưu đổi một. Ngày đầu tiên thì Flusa cũng đã phải nằm xuống. Những quả lửa của Flusa vẫn kịp kéo Juice theo. Nhưng bây giờ thì Husi đang móc vào và Diệp Lưu có đoán ra được không? Diệp Lưu chưa kịp. Vâng, anh ta chưa kịp bắn, rất đáng tiếc. Và tình huống bây giờ được đưa về là 1v3 dành cho Golden. Và Golden gần như là sẽ rất khó để có thể làm được khi mà quãng đường về của anh ấy là rất xa. Có lẽ là nên xếp súng thôi. Nên xếp khẩu M4 này đến từ vị trí của Golden. Bây giờ anh ta mà tự nhiên đục bây giờ, từ đây đục lên trần nhà phát xong có mạng thế thì tôi cũng chịu. Thôi, tôi thế cũng thì chịu. quá. Quá đáng quá. Thế thì rất quá đáng, tôi nói thật luôn. Uầy. Golden là một người rất trọng tình nghĩa. Nhưng mà Golden bây giờ anh ta có lửa nha, anh ta có nade và có lửa nha. Trong khi đó thì gần như là ba người, hai người của Melon đều đang đứng ở cùng một hướng. Refresh thời gian có vẻ như bách về là khá lâu. Thời gian hết rồi. Có lẽ là Golden anh ta sẽ xếp ô. Kịp không? Thôi anh, không kịp được. Không, đến giờ thì không kịp rồi. Nếu mà nhanh hơn một chút xíu thì có khi là kịp đấy. Nhanh hơn một tí có khi là kịp. Có khi là kịp vì hai người khỏe máu bên phía Malen đã đi hết rồi. Hai người của Malen ở rất xa luôn. Đây chính là cái dẫn chứng về việc Malen đang hơi non ở trong cái map thi đấu này. Và đấy mà gặp mấy tầm kiểu Flusa và ZFLU chắc là bắn ý thẳng vào trong xong gỡ mất. Cầm quả smoke. Golden thì hơi rén. Cầm quả smoke xong đặt xuống chân thế là gỡ thôi. Không, không có smoke nhưng mà góc đấy là kín. Góc đấy gỡ C4 kín với CT được. Nói chung là nếu mà là Diệp Lưu tôi nghĩ là sẽ nhảy vào gỡ luôn mất. Còn đây là quả smoke mà tôi dạy cho PUBG nhưng mà PUBG mãi vẫn chưa ném được. Tôi không hiểu tại sao. Tôi nhìn một lần thì tôi ném được luôn nhưng PUBG thì tập đi tập lại vẫn ném trượt. Đấy, cũng xem quả smoke B-Ram này thì cũng được bên phía CD side ném rất nhiều để những tình huống chiếm A-Ram nó dễ dàng hơn. Nhưng khi mà quả smoke này tan thì nó mới là vấn đề. Nhưng bên phía Melon có vẻ như họ không quá quan tâm, họ đang muốn đẩy ngược ra khu vực mid tiếp và có lẽ sẽ là một bài đánh mid to B cơ. Đây là một round thi đấu rất quan trọng cho Malayan nha, khi mà lượng tiền của họ thì đã hết rồi. Key round. Cần phải thắng những cái round thi đấu quan trọng này để có thể có được một cái lợi thế nào đó bên phía CSI nghĩa đổi sang. Bây giờ thì Golden có mạng của Refresh rồi. Bắn nhau tiếp. Brolin có mạng của Husi. Roka đổi được mạng của Brolin. Nhưng bây giờ Flasha. Flasha không nhìn được vị trí của Rose rồi. Và đó tình huống 3v3. Cơ hội chia đều cả hai. C4 đã được đặt. Còn một quả lửa, một quả smoke, một quả nade và một quả flash bên phía thành viên Fnatic. Trong khi đó Malen chỉ còn dừng một quả flash duy nhất trên người Roka mà thôi. Đủ để có thể sử dụng được dành cho bên phía Fnatic. Nào, bắt đầu trả đồ để di chuyển vào, chỉ cần một quả smoke B-Ram thôi, Rosie sẽ bị chia cắt với những người đồng đội của mình. Nhưng bây giờ bên phía Fnatic họ cũng không còn nhiều thời gian nữa, họ cần phải đẩy ra ngay. Nhưng đó là một tình huống mà Golden phải nằm xuống, tiếp tục là Rosie bắn tốt. Và ZFLU sẽ phải đi xếp ôm cho tình huống này. Vậy là Madlen đem về được cho mình round thắng thứ 3. Nhưng không sao, Fnatic cũng đã có đến 9 round rồi. Và thật sự thì cái số round này nó là quá đủ cho họ trong lượt first half. Đúng vậy. Là có khi là có thêm 1-2 round nữa thì nó còn dễ dàng để kết thúc sớm được cái map thi đấu này cơ. Đúng vậy. Và mặc dù đã thắng liên tiếp rất nhiều round thi đấu nhưng sau 2 round thua thì lượng kinh tế của Fnatic bắt đầu có dấu hiệu yếu đi rồi. Đây là một cái cơ hội để cho Madlen có thể lên được thêm những round thi đấu ở trong lượt first half này và kết thúc với một cái tỷ số nó đẹp hơn, 6-9 chẳng hạn. 6-9 là một tỷ số tôi nghĩ là cũng đẹp thật. Nó vẫn tạo ra được một cái cơ hội gỡ hòa cho bên thua. Tham bên thắng thì cũng có thể kết thúc sớm được map thi đấu. Vẫn sẽ là có cơ hội dành cho cả hai bên. Fnatic họ đã phải sử dụng quyền tham đầu tiên của mình rồi. Round thi đấu này, bên phía Madlen có một người phải bắn khẩu SMG, đó là vị trí của Husi. Anh ta chỉ có trên tay mình một khẩu Mark 10 mà thôi.
Ồ, tại sao lại là Mark 10 nhỉ? Với cái lượng tiền này thì hoàn toàn anh ta có thể mua được cho mình một khẩu AK mà. Nhưng mà anh ta là người đi đầu, anh ta muốn phi nhanh. Đó, đó là lý do đấy. Đây, hãy nhìn đi, Husi có bấm vào nút F đâu. Nhưng mà từ từ, đã thôi thì phải né cái quả smoke này đi đã. Có vẻ như là Husi này cũng là một mẫu player mà thích bắn những khẩu SMG hơn. Hơn là những khẩu AK. Có vẻ là như vậy. Những tình huống tanker của Husi vẫn đang rất tự tin với những khẩu SMG từ nãy giờ. Khẩu AK thì lại thấy là toàn chết thôi. Chính xác là như vậy. Và bây giờ thì đang có hai người muốn đẩy lên bom side B. Đó là vị trí của Refresh cùng với cả Rose. Không chính xác là đó là Shoot. Nhưng mà bây giờ thì Refresh làm đôi rồi. Bom side B đã thủng. ZMLiu bây giờ bách về thì liệu có kịp hay không đây. Bắn trượt viên ốp rồi. Và ZMLiu ôi nóng quá. Xem súng thôi. Xem rồi, ngay lập tức đi xem thôi. Lượng tiền của Fnatic hết rồi. Nhưng mà giờ có xem được hay không đây. Rose xuất hiện rất kịp thời và đã khiến cho bên phía Fnatic yếu thêm một khẩu súng. Nó sẽ là tuyệt vời hơn dành cho họ. Nếu như bây giờ ZW mà nằm nữa thì là thảm họa cho Fnatic ở trong round thi đấu sau. Cơ hội để Madlen có cho mình được con số 6 đang rộng mở. Và bây giờ CrimZ cũng mất đi khẩu M4 trên tay của mình rồi. Chỉ có một mình ZW mà thôi. Sẽ cố gắng giữ cho mình được khẩu WP này. Bây giờ mà mất súng thì là hơi dở hơi đến từ ZMLiu. Và ZMLiu mất khẩu ốp thật. Chỉ còn nửa giây nữa thôi là chuyển sang round thi đấu tiếp theo. Thì ZMLiu lại mất đi khẩu WP trên tay. Và round thi đấu này thì các thành viên của bên phía Fnatic họ sẽ không có được bất kỳ một khẩu súng to nào đâu. Chính là nó lại còn là bởi khẩu Mark 10 của Husi cơ. Và đấy, một phần nào đó cái lợi ích của khẩu Mark 10, tốc độ di chuyển rất nhanh. Nào, 9-4 rồi. Nó sẽ là 5-9 thôi. Những khẩu súng lục bên phía của Fnatic tôi nghĩ là không thể làm gì trong round thi đấu này. Roka có được mạng của ZFLiu. Rất nhanh chóng mà thôi. Không sao, 4 player còn lại của Fnatic vẫn sẽ có cơ hội nha. Tôi nghĩ là với những khẩu DE thì Fnatic vẫn sẽ thi đấu tốt. Nhưng mà tuy nhiên thì khẩu DE duy nhất của họ thì lại rơi mất rồi. Còn lại thì là những khẩu P250 và P7 mà thôi. Bây giờ thì Melon cũng đang rất bình tĩnh và chậm rãi. Họ biết rằng đối phương chỉ có những khẩu lục, không có gì phải quá vội vàng cả. Flasha đang có một góc đứng khá cường. Liệu anh ta có mại không đây? Flasha đinh được một viên thật rồi đấy. Nhưng Sus là người bắn tốt hơn. Và Flasha té lầu. Hơi lầu. Mãi không xuống đến dưới đất. Đây rồi, sắp tới nơi rồi. Vâng, và có nốt 3 người của Fnatic thôi. Round này diễn ra khá là lâu la rồi. Chỉ hai bên được bắn chậm và giữ súng. Đây rồi. Double kill. Triple kill dành cho Arcor thì đúng hơn. Và bây giờ thì đến lượt Fnatic lại tiếp tục full bài. Họ có ốp hay không nào? ZFLiu đủ tiền lên ốp nha. Tôi vẫn nghĩ là vẫn sẽ có một khẩu ốp dành cho ZFLiu mà thôi. Ông Warp Server cứ cho xem tình huống té lầu này làm gì nhỉ? đau á. Nhìn nó cũng nhìn thấy đau. Thật sự là nhìn cũng thấy đau. Round thì được cuối cùng là điều first half. ZFLiu có ốp. Lại muốn đẩy nhanh đến từ các thành viên của Malayan rồi. Husi bị trừng phạt ngay bằng một tình huống bắn ốp qua cái thùng của khu mid và anh ta còn 51 HP. Trong bom side B bây giờ thì đang là vị trí của Flasha cùng với Brolin chấn giữ. Quả lửa được trả ra. Sẽ sủi về thôi. Trả đồ là khá đánh đá tới từ cả hai bên. Tuy nhiên thì vẫn chưa thể làm gì nhiều cả. Có vẻ như lần này thì Fnatic họ đang muốn chú ý hơn một khu vực mid độ cùng với đó là khu vực bom side B rồi. Nhưng mà ở A thì vẫn đang có vị trí của Golden trốn ở sandbag khá đẹp. Ở vị trí này nếu mà Melon không có lửa check vào thì sẽ rất nguy hiểm. Arcor hay là Refresh sẽ là người ném lửa đây. Vâng, thậm chí là Golden thì vẫn còn thủ sẵn cho mình quả smoke. Và cái quả smoke này sẽ câu thêm được khoảng 20 giây nữa. Đây rồi, có smoke đây rồi. Tôi tưởng là Golden chưa trả. Không, đó là smoke trả ra từ đồng đội và Golden vẫn còn smoke để trả tiếp. Thôi xong rồi, cái vị trí này của Golden nó đang rất đẹp với bên phía Fnatic. Mad Lion bây giờ bắt buộc sẽ phải đánh vào từ ngách mà thôi.
Bên phía Melon biết điều đó, họ không dám đi ở Aram nữa luôn. Thêm quả lửa nữa đi. Đấy, ông ném lửa nữa đi. Bây giờ ném nết đi gì, tôi trả ra quả nết này. Tham Minh đến từ quả nết cũng là rất đau. Không, không đau tí nào cả, nó bị chặn lại bởi cái G rồi, nhưng không sao. Bây giờ thì Melon sẽ phải đánh vào bom sai vào khoảng thời gian 20 giây. Sẽ có flash pop ra, Golden ra ra nào. Chưa bắn được gì cả, lại trốn vào. Rất khó chịu tới từ Golden. Bên phía Melon vẫn chưa thể lên trong vòng 15 giây. Bây giờ đi hết vào từ ngách ư. Queen Z có cho mình một mạng rồi. Nhưng Queen Z ơi, đằng sau anh kia. Queen Z chết rồi. Game lưu đổi mạng của Jus thành công và Time chỉ còn 6 giây. Đẩy qua smoke luôn tới từ Brolin. Là quá cục xúc, tình huống đưa về là 2v1. Bây giờ là 1v1 và thời gian là không đủ rồi. Và đó sẽ là thắng dành cho Fnatic. Một cái round thi đấu mà rõ ràng là cái vị trí của Golden ở cái khu vực sandbag này nó quá khó chịu đi. Và đó là 10 năm. Sau lượt thi đấu first half, chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong vòng 2 phút trước khi đến với cái lượt thi đấu second half. I'm so sorry that I wasn't really there for me. Vâng, và cái lượt second half giữa Fnatic cùng với đó là Madlen thì đã bắt đầu rồi. Nhưng mà các bạn ơi, tôi vừa mở vote cho các bạn, nhưng mà có đến 70% người tin rằng Fnatic giành chiến thắng. Xong rồi bọn tôi lại còn được đến tận 16% chiến thắng. Đúng, trong khi vậy, Madlen là chỉ được có 14. Rất là khó hiểu. Tôi không hiểu tại sao Carter lại thắng được cái map này khi mà bọn tôi còn không chơi game. Chưa thể hiểu nổi. Nhưng mà thôi, trở lại trận đấu này nào anh em ơi. Anh em vô thế chết. Anh em vô thế dở. Nhưng mà thôi, đây là cái tình cảm của anh em dành cho bọn tôi mà. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Tôi nói thật đấy, cảm ơn anh em rất nhiều luôn. 10 năm dành cho bên phía Fnatic. Và liệu ở Grand Pistol này họ có giành chiến thắng này không đây? Một bài đánh mid 2B rồi ư.
Nhưng mà đáng chán nhít rất nhanh, refresh không, Rosie là người có double kill rồi, refresh chưa cần bắn, Rosie làm ba rồi, Rosie làm hết rồi. Hết rồi, 6-10 dành cho Madeline, vâng, còn refresh này thì cứ trốn trốn thôi. Khó chịu thật sự. Rosie thì cứ bắn, bắn hết rồi Rosie, refresh vẫn trốn. Không hiểu. Vâng, đây là một round thi đấu mà các thành viên bên phía Madeline họ lên vô cùng nhiều đồ. Có đến 2 thành viên mua 3 quả bom trên người. Nào lại là Eco trắng rồi. Vậy thì Fnatic muốn kết thúc sớm thi đấu này ở cái full bài tiếp theo. Con round này coi như bỏ. Round này bắt được khẩu súng nào thì càng tốt. Bắt được khẩu nào hay khẩu đấy thôi. Đúng. Chứ 5 khẩu Glock thì làm cái gì đây. Bây giờ mà bảo Fnatic đem về chiến thắng thì thật sự là nó quá là bất ngờ luôn. Nào, Lôi Lượng thấy được điều gì đó rồi, nhưng mà khả năng cái khẩu Glock này bắn tầm xa thì đúng là cái độ chính xác của nó không khác gì những cái khẩu SMG cả. Nó khá là lởm. Nó phải dùng thẳng là từ lởm luôn với khẩu Glock này. Nó là khẩu súng mà chỉ để bắn ở tầm gần thôi. Và thậm chí là tầm gần với những cái giáp 2 như thế này thật sự là cũng không có nhiều cơ hội khi mà Madeline mua rất nhiều SMG, họ có đến 3 khẩu SMG liền. Và những khẩu SMG này ép gần thì gần như là Fnatic sẽ chẳng thể làm gì được cả. Đấy, chắc bây giờ run boot còn hơi quê này. Làm cái cho run boot ra biển để check, nhưng mà chưa check được cái gì hết. Bây giờ thì bắt đầu có mạng của ZF Lưu phải nằm xuống. Refresh, anh ta có vẻ như đã lộ vị trí rồi. Lộ một chút chân ra thì phải. Nhưng bây giờ thì Melon cũng đang ép dần lên. Và không, Fnatic thì cứ chạy qua chạy lại mà thôi. Chip của kill qua đa kill dành cho Husi khá đơn giản. Easy peasy. 70 cho Mad Lion rồi. Và đây là một round thi đấu mà Fnatic họ có những khẩu AK nha. Thắng được round này thì Mad Lion sẽ có thể có cơ hội để cân bằng tỷ số. Tuy nhiên thì nếu như Fnatic làm tốt thì cái cách biệt mà Mad Lion phải chịu nó sẽ lại bị giãn cách ra. Thì mà hãy nhìn xem, 3 khẩu LMG đối đầu với những khẩu AK nó sẽ là hơi khó. Nhưng mà muốn bắn cục với VC của Rose rồi. Đẩy qua smoke luôn, được một mạng cho Rose. Phối hợp flash cùng với đó cùng với Hoshi là khá tốt. Nó ngay lập tức đem về cái lợi thế hơn người cho bên phía Mad Lion. Bây giờ thì Fnatic họ sẽ vẫn sẽ tiếp tục phải bò trườn chậm rãi mà thôi để tìm lại những cái mạng đã mất. Nhưng mà đây Rosie rất khó chịu những tiếng nhảy check, nhưng Husi có về đấy không? Anh ta còn 30 HP, rất may mắn là thoát về được thành công. Chứ nếu không Husi mà nằm thì khó cho Rosie lắm. Khi mà anh ta chỉ còn đó là khẩu MP9 mà thôi. Các thành viên của bên phía Fnatic họ vẫn đang vô cùng chắc chắn ở trong round thi đấu này. Không việc gì phải đẩy cao cái tốc độ lên cả. Cầu đồ của Madeline trả ra mà thôi. ZF Lưu đã nhìn thấy điều gì đó ở khu vực mid rồi. Còn Nết trả ra chỉ cấu được 3 máu của anh ta thôi, không có quá nhiều tác dụng. Nhưng refresh thì đẩy lên, nhưng ZF Lưu mới là người bắn tốt hơn. Refresh là người mất mạo tình huống vừa rồi. Và bây giờ thì muốn đánh vào bom sai bề từ khu vực B-Ram đến các thành viên của Fnatic đây. Quả smoke sắp tan rồi. Và cái vị trí của Sus bây giờ đang là rất đẹp. Đã boost được Flusa lên rồi. Và Juice chỉ cần lộ ra một chút xíu gì đó thôi chắc chắn sẽ phải nằm. Nhưng nếu mà Juice không có lửa check vào vị trí của anh thì anh cũng sẽ làm hết. Bây giờ thì sao đây? Juice có 1, có 2 rồi, không có 3. Nhưng không sao, tình huống đang là hơn người cho bên phía Melon. Lại là một quả flash được bom ra rất tốt. Và đó vẫn là một chiến thắng nữa dành cho Mad Lion thôi. Mad Lion đang comeback liên tiếp những cái round thắng ở trong trận thi đấu này. Họ đã có cho mình 3 round thắng bên phía CD Side rồi. Ái trời, xịn quá nhờ. Đây, phân tích lại cái tình huống ném flash, pop flash vừa rồi. Một tình huống pop flash rất chính xác và rất cục xúc tới từ bên phía Mad Lion. Có thể thấy rằng là Fnatic thì họ rất chủ động chiếm RM, nhưng họ chiếm bằng những khẩu súng và kê lại từ xa với cái ốp của ZF Lưu. Nhưng vừa rồi thì Madeline nó không có ốp, cho nên là họ quyết định là sử dụng tận dụng tối đa những khẩu SMG bằng những tình huống đẩy lên tốc độ và áp sát tầm gần hơn. Và có vẻ như nó cũng đã phát huy hiệu quả. Đúng vậy. Bây giờ thì Aco đã có cho mình một khẩu ốp rồi, thì Madeline sẽ chơi theo một kiểu khác thôi. Rất nhiều nét được trả ra.
CreamZ anh ta chỉ còn 21 HP mà thôi. Rose đang có một vị trí ở khu vực sandbag này. ZW bị refresh hạ gục rồi, refresh có giành double kill. Một mạng Rose, hai mạng Rose. Và người cuối cùng CreamZ thì đã yếu quá rồi. Nhưng CreamZ vẫn vả được cái mạng của Rose. Husi có mạng của CreamZ và đó là 9-10 dành cho thành viên của Mad Lion. Từ lúc 9-8-0 ZW cười cái phát 19 chịu, tôi bảo rồi mà. Cười phát lên 19 luôn. Mấy ông Fnatic này cứ cười khẩy hay là lại bắt đầu phát rút ra mua múa là sẽ có cái sự phân tâm. Khi phân tâm không tập trung thì Mad Lion họ hoàn toàn có thể comeback được vào đấy. Đây, họ đã comeback chỉ còn một round thì đâu cách biệt nữa thôi. Đúng, bây giờ khoảng cách chỉ còn một round thôi. Và Mad Lion họ đẩy mid rồi, vừa rồi là quả flash tốt. Nhưng bây giờ thì sao đây, refresh. Và người ta vẫn headshot được CreamZ. Một tình huống mà CreamZ đã được kê trước. Nhưng có vẻ như khẩu SG nó phần nào thể hiện được việc là tại sao nó bị thất sủng. Hoặc cũng có thể là do refresh bắn quá bắn kinh quá. Bắn AK phát vào một CreamZ luôn, không đỡ nổi. Bây giờ thì sao đây, Brolin đổi một. Và đó chỉ là đổi một mà thôi. Rosy mất cho mình nửa cây máu nhưng refresh vẫn đang móc được nha. Một tình huống móc như này của refresh sẽ khuấy tung cái đội hình của Fnatic lên. Golden chết rồi, có người sau lưng refresh thì phải. Nhưng mà refresh làm bà. Thôi xong rồi, một mình refresh làm hết rồi. Nào bây giờ thì ZW bò nốt qua quả smoke này. Và đó sẽ là quả đa kill dành cho refresh. 10 đều dành cho Mad Lion rồi. Comeback mạnh mẽ. Và họ có cơ hội để có thể dẫn trước lần đầu tiên trong trận thi đấu này. Khi mà round thi đấu sau với cái lượng tiền còn lại thì có lẽ là Fnatic họ sẽ chỉ half buy thôi. Anh chàng refresh này nhắc tôi nhớ đến cũng một anh tên là refresh trước từng standing cho Cloud9. Có một cái tương lai khá là rộng mở. Tôi vừa check thông tin thì có vẻ như khoảng. Bây giờ thì Fnatic có định phi nhanh ư? Không, không phi nhanh được đâu. Không phi nhanh được với những khẩu lục như thế này đâu. Khó lắm. Rất khó, một round rất nhanh chóng dành cho phía Mad Lion. Và gần như là họ chả mất cái gì cả ngoài một vài quả nết trả ra. Đúng vậy, đơn giản quá. Cái lượng tiền mà tích được bên phía Mad Lion nó đã rất nhiều rồi. Refresh anh ta có đến 13.000 tiền. Trời ơi. Fnatic gặp khó rồi. Thật sự là khó. Vấn đề là Fnatic lúc này họ chỉ bắn được bên phía City Side mà thôi. Thậm chí là City Side thì họ cũng chưa tận dụng được tối đa cái lợi thế của mình. Khi mà họ dẫn trước 8-0 là khá sớm. Nhưng không sao, 10 năm là một tỷ số đẹp ở bên phía City Side dành cho Fnatic. Nhưng bây giờ với việc phải sang T Side, có vẻ như họ đang gặp vấn đề trước những cái tình huống mà kê lại ở khu vực ARAM hay là khu vực mid khá là cục xúc của bên phía Mad Lion. Chúng ta có thể thấy là ở ARAM, Mad Lion cũng chơi rất chủ động. Họ tận dụng rất tốt ở cái round trước đó những khẩu với những khẩu SMG. Và về sau thì là những tình huống mà phối hợp với nhau bắn kẹp chéo từ cả khu vực ngách lẫn ở khu vực ARAM, ở sandbag nữa. Đâm ra nó khiến cho Fnatic ta không biết phải làm gì cả. Hơi khó. Phong cách bắn nhanh của Mad Lion có vẻ như là đang làm cho Fnatic bất ngờ trong trận thi đấu này rồi. Bắn ở bên phía City Side nhưng lại rất chủ động đẩy đến từ các thành viên của Mad Lion. Ồ, nhưng bây giờ thì một đội hình 2 mid như này thì khả năng cao là có khi lại đẩy tiếp tới từ Mad Lion cũng nên. Một góc double pick là khá đẹp dành cho Mad Lion, nhưng bên phía của Fnatic lại không có ai di chuyển ở đây cả. Tất cả đều đang chờ đợi một tình huống ở khu vực ARAM. Tôi vừa thấy như có quả smoke ném vào để che đi khu vực ngách đến từ Fnatic rồi, họ đang muốn tràn lên luôn. Vâng, bắt đầu đẩy lên chiếm ARAM, nhưng lần này thì Mad Lion họ lại chơi thụ động hơn ở khu vực bom site A. Khi mà họ đã phải cử đến hai người ở mid, sẽ chỉ có một người trong A đứng solo mà thôi. Và chỉ là lùi xa lấy thông tin. Nhưng Rosy, tôi đây không phải là lùi xa đâu, đồng đội của anh cũng đã bách về rồi và muốn chiếm ngược lại ARAM với những quả lửa này. Nên trả ra là khá khó chịu, bây giờ bắt đầu đẩy lên bắn nhau và đó là double kill dành cho Hoshi. Refresh cũng bắt nốt cả CreamZ nữa và C4 đang rơi trong tầm tay của Mad Lion. Vâng, Fnatic bây giờ làm sao mà lấy lại quả C4 này đây? Khi mà có những khẩu súng, có những quả smoke sẽ được trả ra. ZW trả quả smoke này ra thì chắc chắn là anh ta đã lộ vị trí rồi. Rose có muốn đẩy qua và bắn nhau luôn hay không đây? ZW phải nằm xuống và chỉ còn lại một mình Flasha mà thôi. Zenovac, anh ta không thể làm gì trong tình huống vừa rồi. Và đó là 12-10 dành cho Mad Lion. 7 round thi đấu thắng liên tiếp rồi.
Sư tử cuồng nộ. Gao đỏ. Gao đỏ. Ừ, gao này cũng không hẳn là đỏ nhưng gao mà vàng. Cũng kinh. Cũng kinh không kém luôn. À không, bạn có xem gì nhỉ? Siêu nhân cuồng phong không? Siêu nhân vàng của siêu nhân cuồng phong thì lại là sư tử nhá. Ờ đúng, đấy. Đúng, cũng hợp lý đấy, cũng đúng đấy. Siêu nhân vàng này có vẻ là hơi khỏe thật. Đúng là cuồng phong khác, cái lôi bắn nó cũng có thể nói là rất là tốc độ và vũ bão. Đúng, rất nhanh, rất chủ động. Và bây giờ thì Brolin thì là người có được cái mạng của Husi rồi. Hiếm hoi ở trong cái lượt thi đấu second half này mà Fnatic có được cái lợi thế hơn người từ sớm. Nhưng bây giờ thì muốn vào khu vực bom side B sẽ phải gặp Refresh ở đây nha. Và từ khi mà chuyển sang BLC side thì Refresh đang chơi rất bày. Check góc rất kỹ và đã nhìn thấy người rồi, một mạng Refresh. Refresh không thể làm đôi khi mà Golden là người bạn tốt hơn. Zepliu, anh ta đã vào được trong hook mid đến từ các thành viên của Fnatic rồi. Nhưng bây giờ Sus là người có một, Sus làm đôi. Vâng, rất bất ngờ khi mà Sus lại có thể làm được double kill trong tình huống đó và lật ngược cái tình thế khi mà bây giờ 3v2 đang dành cho Mad Lion. Và Tham thì vẫn còn khá nhiều cho Fnatic. Hãy cùng xem hướng đi của Brolin nào. Có vẻ như đang muốn về B cùng với Golden. Golden thì đã chiếm trước được trong bom site một vị trí khá đẹp rồi. Trong khi đó thì ba thành viên của Mad Lion đều đến từ cùng một hướng. Và bây giờ không có ai của Mad Lion có thể móc được cả. Nhưng với việc hơn người, họ chỉ cần tràn vào cùng nhau và có những tình huống đổi mạng. Bây giờ thì khi mà quả lửa được ném ra thì cũng sẽ là điểm đến dấu cái chết của Brolin. Nhưng không, Golden là người chết trước của Brolin. 1v3 là quá khó cho anh chàng này. Tiếp tục lại là round thắng dành cho Mad Lion. Và có vẻ như họ đang dần dần chứng tỏ rằng tại sao họ pick cái map thi đấu này khi mà họ tự tin có một chiến thắng đến như vậy. Đúng vậy, họ đang bắn về phía CI sai quá tốt đi. Họ thắng liên tục 8 round rồi. Fnatic không có bất kỳ một cơ hội nào để có thể chiến thắng trong lượt thi đấu second half này cho đến thời điểm hiện tại. Trời, bây giờ Fnatic phải làm gì nhỉ? Chết thôi, bật lại mấy phần mềm ở đầu game đi anh ơi. Đúng rồi, bắn đừng 4, bắn 5 nữa. Cơ mà. Bật đi. Bắn thế này thì không được rồi. Bây giờ thì rất nhiều SMG để rush lên. GrimZ có một rồi. Và những tình huống chạy bắn đang cực kỳ là khó chịu tới từ bên phía Fnatic. Và bây giờ Refresh đổi 1. Refresh đổi 2 rồi. Trong bom site Brolin đang rất yếu. Brolin yếu lắm rồi. Bây giờ có quả đết trả đạt thôi. Không, đây là một quả đết trượt rồi. Không, vẫn chết được Brolin. Đó là quả đết của Juice, chứ không phải là của Refresh. Và bây giờ còn lại một mình Zepliu mà thôi. Nhưng Zepliu có thể làm được. Nhưng mà bên kia Refresh cũng đang không phải là quá khỏe khoắn. Và Juice thì là một khẩu ốp, bắn trượt thì cũng sẽ phải trả giá. Quả C4 rơi xấu quá. Bắt buộc phải lấy được cái mạng của Refresh thì Zepliu mới có thể chiến thắng được. Vừa rồi thì Zepliu đã bị lộ vị trí rồi. Refresh đã nhìn thấy. Zepliu bây giờ làm sao mà thoát ra được khỏi khẩu ốp của Juice đây. Tình huống chủ động pre-fire thì hay đấy. Nhưng vẫn chưa thể kiếm được cái mạng nào cả. Vậy cùng xem Zepliu xử lý như nào, một player có thể nói là rất tinh quái. Vâng, bên kia Juice cũng đang kê ốp trực diện vào rồi. Và đó là cái chết dành cho Zepliu. Cầm một khẩu AK tri ân người đồng đội cũ Olof Meister. Tuy nhiên thì không thể nào làm gì đến từ vị trí của Zepliu khi mà hai người còn lại bên phía Mad Lion kê quá chì chạc. 14-10 rồi. Không cười nữa à? À, đập bàn nữa, đập bàn, đập nhẹ nhưng mà đập bàn nhẹ cả. Vâng, tưởng thế nào? Tưởng cười thế nào? Vâng, hóa ra là một nụ cười thì bằng 10 round comeback. Và bây giờ thì Mad Lion họ mất đi Rosie. Bên phía Fnatic có vẻ như một phi nhanh. Brolin bắn cả đồng đội mình thì phải. Nhưng không sao hết, mạng vẫn sẽ dành về phía Mad Lion mà thôi. Brolin vẫn đang thể hiện độ cục xúc của mình. Tuy nhiên thì không thể phi vào bom sai ngay. Nhưng mà Roka thì là Acor ở trong này thì có khẩu ốp ngắm đang góc khá là đẹp. Golden yếu máu, Sus cũng vậy và Husi cũng thế. 4v4, ai sẽ là người chiến thắng ở trong cái round thi đấu này đây? Thua round này thì có lẽ là Fnatic thua luôn. Đúng vậy. Nếu như họ không đạt được C4 thì gần như chắc chắn là họ sẽ thua luôn. Không đạt được C4 thì vẫn đủ tiền mua AK và giáp, cùng với đó là 1-2 quả smoke và lát thôi. Hơi yếu một chút về liệu. Nhưng mà còn lượng tiền của Mad Lion thì thật sự là không quá quan trọng. Họ cần gì tiền nữa đâu. Rút full tiền. Tiền nhiều để làm gì? Mấy ông kia thì thôi cũng toàn gọi là top đại phú hào. Không thèm chấp. Bây giờ thì đây rồi. Refresh lại là một tình huống móc máy cực kỳ khó chịu.
Mà mất thêm một người nữa tới từ Fnatic. Fnatic bây giờ thì họ trước đây họ nổi tiếng những tình huống bò trườn của mình, nhưng mà bây giờ thì họ lại đang bị những tình huống bò của các thành viên Mad Lion. Vâng, chặn lại hết đường đi rồi. Và bây giờ thì đặt C4 thôi Queen Z ơi. Xong rồi chết chứ còn làm chờ làm gì nữa khi vốn đang là 1v4. Và đó là 15-10 dành cho Mad Lion rồi. 5 cái match point phải cứu đến từ Fnatic. Trời ơi, nhìn những round thi đấu đầu tiên, ai mà nghĩ được là Fnatic họ lại thua thông đến 10 round. Không nhá, hơn bên 10 round City, rồi. Bên phía City. Ờ, bên phía City. Ở đâu? Ai? Bên phía T. À ừ, đúng rồi, bên phải phía T. Bên phía T. Bên phía T sai, họ thua thông 10 round. Chưa thắng được bất kỳ round nào ở bên second, ở cái lượt thi đấu second half này. Từ 10 năm lên 15 năm. À, 15. Trời ơi. Đâu trời rồi, ơi. Những Brolin bắn hai mạng, một round. Đâu rồi, những Flutza và Golden bật hack. Chưa thấy đâu cả, khi mà Madeline nó đang bắn rất tốt ở bên phía City side. Người chơi hệ phòng cứ phóng lên bắn nhau thôi. Có vẻ như là cái skill cá nhân của các thành viên bên phía Fnatic nó là không thể đọ được với tay của bên phía Mad Lion. Hiện tại thì hiện tại nó là như thế. Nào bây giờ sẽ có quả flash pop ra mid nhưng cần pop flash sớm hơn. Bên kia cũng đang có flash ra rồi, flash rất đẹp vẫn đó, lên là double kill thì nó refresh. Ui, bắn thế này thì thắng rồi. Bắn thế này thì thắng rồi, thắng rồi. Đồng đội chưa phải làm gì cả, chỉ trả mỗi một quả flash ra thôi, refresh làm bà. Vâng, và ở cái lượt bình chọn giữa nghỉ first half thì thôi xong rồi. Tôi xong rồi đâu gì là người móc lại. Và đó là 16-10 dành cho Mad Lion ở map thi đấu Vertigo. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là cái tỷ lệ vote cho Mad Lion chiến thắng thấp hơn cả tỷ lệ vote cho Carter là 16%. Thì thật sự là bây giờ thì Mad Lion họ lại giành chiến thắng rồi. Quá ngoạn mục, đó là những gì mà chúng ta có thể nói về cái màn comeback vừa rồi của Mad Lion. Thật sự là rất bất ngờ, rất khó tin. Họ không cho bên phía Fnatic thắng được bất kỳ một round nào khi bắn ở bên phía T-side. Mà rõ ràng là map thi đấu này, rất nhiều người nhận định T-side lại là bên phía mạnh hơn ở trong map Vertigo. Thế mới kinh. Cũng không thể trách được. Nhưng mà thôi, dù gì thì map thi đấu đầu tiên cũng là map pick của Mad Lion, họ đã giành được chiến thắng ở map thi đấu đầu tiên rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng nghỉ ngơi ít phút và chờ đợi đến với map thi đấu thứ hai, map thi đấu The Inferno.